Vâng, lại về trong buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay thì thời tiết không nắng, không mưa và thực sự là thời tiết râm mát cực kỳ đẹp. Một chiếc xe Mazda CX-5 SUV gầm cao máy khỏe với động cơ máy 2.0 dẫn động cầu trước vừa về cửa hàng xong. Đây là một chiếc xe nằm trong series phân khúc những chiếc SUV hàng ngon. Và con này thì được cái là máy số nó còn zin nguyên. Xe là không có đâm va tai nạn ngập nước và các bác không có phạt nguội, bên em đã check hết rồi. Bây giờ là về là các bác chỉ có việc đi thôi. Một chiếc xe tương đối cứng với cái tầm tiền các bác bỏ ra chỉ có tầm khoảng loanh quanh nhốp nhô 500 triệu các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Với lớp trơn màu trắng, con này tỷ lệ sơn zin của nó chỉ còn khoảng tầm 80% thôi các bác nhá, 80% sơn zin. Còn đương nhiên rồi, theo năm tháng thời gian sơn xi bên ngoài không tránh khỏi. Còn đương nhiên là cam kết cho các bác là không có đâm va tai nạn ngập nước. La răng 19 inch, lốp Tozo 4 quả dày như mới. Đấy các bác nhìn này, la răng rất đẹp. Và lốp của con này thì đều là lốp dày nhá. Đấy các bác nhìn ạ, lốp dày căng luôn. 2019. Đấy, 4 quả lốp 2019 dày căng. Xe cứng và không có lỗi lầm. Tất cả đèn đóm thì sáng. Đấy, nội thất xe tươi. Đấy, và tất cả là cái gì nhỉ? Em tự dưng lại quên rồi các bác. Vâng, nói được các bác không quên được đâu ạ. Túi khí an toàn đầy đủ. Đấy, điều hòa auto, gạt mưa, gạt kính, auto, đèn pha auto và rất nhiều chức năng hiện đại trên chiếc xe này. Con này được cái là ghế chỉnh điện nhớ này, có như đấy, ghế chỉnh điện xịn sò, túi khí an toàn trên ghế luôn. Và nội thất da của nó là zin nguyên bản đấy. Nội thất da theo năm tháng thời gian rồi nhưng mà vẫn còn rất là ngon, xe vẫn còn rất là đẹp. Trần nỉ thì sạch sẽ và đặc biệt là xe này có cửa sổ trời luôn nhá. Thôi, một chiếc xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, ngon lành bền rẻ với động cơ máy 2.0. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ rơi vào tầm khoảng 7 lít đến 8 lít trên 100 cây ạ. Và dòng này thì nói chung là dòng SUV đi cực phê cực sướng luôn các bác nhá. Chiếc xe mang biển số Quảng Ninh 00867, một chủ từ mới, đăng ký lần đầu năm 2013, sản xuất năm 2013. Mặt catalan thì cực kỳ đẹp. Và con này thì máy số zin nữa các bác nhá. Vâng, máy số zin. Mình chỉ cần bàn đến bên ngoài thôi, còn riêng về máy số gầm mẹ thì các bác cứ yên tâm. Đấy, các bác cứ không phải nghĩ ngợi gì luôn. Tôn vỏ cabo mỏng. Đấy. Và dòng này thì tôn cabo là zin. Đấy, chỉ keo bao đẹp cho các bác. Hệ thống đèn pha halogen bi cầu. Đấy, pha rất là sáng, đi thì cực kỳ ok. Và xe thì có phun rửa đèn tự động các bác nhá. Hệ thống đèn gầm là sử dụng đèn bi LED. Vâng, đèn bi công suất cao. Các bác đi những cái dòng này thì rất là yên tâm, vì khả năng quét sáng tốt và đi đêm thì không bao giờ phải lo mình không có đối thủ. Đấy, thế còn phần cản trước của xe thì rất là đẹp. Đấy, sơn nhựa đồng đều, sạch sẽ và không có lỗi. Một chiếc xe vừa về cửa hàng xong mới màu trắng, sơn màu trắng rất đẹp nhá. Xe cứng và chính chủ thì bác chủ cũng là một người làm ăn kinh doanh. Bác ấy đi chiếc xe này cũng tương đối là mấy năm rồi. Thế nhưng mà được cái là bác ấy giữ xe rất là cẩn thận. Ở ngay thành phố Hồng Hà, Hạ Long nhá. Nhiều bác ở Hạ Long thì sợ là nó gầm mục mọt, nhưng mà nói thật các bác chứ kiếm được con này gầm cực đẹp luôn. Gầm rất đẹp. Đấy, tôn vỏ dày căng luôn này. La răng 19 inch. La răng thể thao 19 inch 10 chấu nha các bác nhá. Phanh đĩa này, 4 bánh. Đấy, lốp dày, lốp Project R36 của Tozo. Và cái lốp này là lốp 225/50R19 luôn các bác ạ. Lốp rất dày 2019. À, các bác có thể nhìn ngay từ phần cua lốp này. Cua lốp của xe này ạ. Vâng, rất đẹp và đều luôn, không hề có lỗi lầm. Dòng này thì nói chung là một dòng xe gầm cao máy khỏe, chạy rất là sướng. Đấy, máy ngon. Đấy, tất cả các chi tiết của xe thì vẫn gần như là mới, cả phần gầm. Cho các bác xem gầm luôn. Đấy, không phải nhiều bác bảo ui xem chán thì đến lúc gầm thì kém. Đây, gầm thế nào đẹp căng chưa? Bên em thì tại sao mà bên em tự tin bán được nhiều xe gầm đẹp mà vẫn là những cái nơi gọi là bên vùng biển, vùng ấy ạ. Vì là bên nhà em ạ, khi mà mua xe là bên nhà em sẽ test qua 3 vòng. Vâng, những chiếc xe như này thì kiểu gì cũng phải qua 3 vòng. Đó là vòng đầu tiên người ta gọi là vòng gửi xe đấy ạ. Là bên em sẽ cho người đi kiểm tra trước. Sau đó đến một vòng nữa là chuyên gia đến lấy xe cũng kiểm tra theo. Và vòng thứ ba là chính là bây giờ các bác với em đang xem này. Thế nên là riêng về chất xe thì có sao là biết ngay. Đấy, ốc này còn chưa ra luôn, vẫn còn nguyên dấu thôi nhá. Vẫn còn nguyên dấu, chưa hề ra một tí nào. Tappi nhựa của xe thì vẫn còn sần nguyên, đẹp đẹp căng luôn. Đấy, không hề có bị lì. Và phần da tì thì rất là mềm. Đấy, kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Và con này thì kính điện auto luôn. Đấy, đấy. Toàn bộ này đều được dán phim 3M cách nhiệt hết nhá. Đấy, đây là ngồi trong xe rất là thoải mái luôn. Và bên sườn xe đây thì có âm thanh loa là loa Bose.
Thì cái này là nó sử dụng trên bốn cánh đều có loa, và trên phần mặt táp lô có một cái loa chính trung tâm, người ta gọi là 4 trong 1 đấy ạ. Vâng, còn riêng cái dòng này thì nói chung là kể cả là hai cái cột C ở đằng sau cùng nhá, nó cũng có loa. Cái này thì là đương nhiên là nó cộng thêm để là tăng cái khả năng âm thanh cho chiếc xe này. Dòng này thì nói chung là bản full cao cấp rồi. Đấy, các bác nhìn này, ốc còn chưa ra này, dấu còn nguyên nhá. Ốc bản này chưa ra sơn zin đấy ạ. Vâng, rất đẹp luôn. Vô lăng thì con này là vô lăng 3 chấu tích hợp các cái phím điều khiển trên này rồi. Đấy, có túi khí an toàn này, có ga tự động này. Đấy, chức năng ga tự động xịn sò. À, gạt mưa cũng là auto nhé các bác nhá. Gạt mưa auto này, đèn pha auto luôn này. Đấy, đèn pha đây cũng auto luôn. Phải nói là một chiếc xe được trang bị rất là hiện đại, tận răng công trình luôn. Và đặc biệt là nó có hệ thống chống trơn trượt, rồi hệ thống áp suất lốp các thứ là được tích hợp hết đây rồi. Đấy, rất nhiều các cái chức năng xịn sò. Và ghế là ghế chỉnh điện, con này ghế chỉnh điện thua mỗi cái là không có nhớ thôi. Còn đâu là ghế chỉnh điện thì hoạt động hoàn toàn bình thường nhá, tất cả các chức năng ok. Sàn này, sàn đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn này, nỉ sàn nó còn căng nét như thế này mà. Vâng, thời tiết hôm nay phải nói là đẹp. Khi mà review cho các bác thì nhìn rất là tươi. Đấy, tất cả các cái ốc này, bản lề này, nó còn đẹp căng luôn này. Đấy, các bác nhìn ạ, vâng, rất đẹp luôn nhá, đều đặn chắc chắn luôn. Và con này được cái trần đấy các bác nhìn này, trần nỉ vô cùng sạch sẽ luôn, đẹp luôn, tươi luôn, có cửa sổ trời. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường. Tất cả các chức năng của xe thì nói chung là không chê đúng câu nào. Đấy, chỉ keo bao đẹp cho các bác này. Đấy, bên em thì nói chung là xe cũ thì không tránh khỏi những cái gọi là khiếm khuyết tuổi già. Và ví dụ như kiểu thanh niên mình hay xước sát đấy ạ. Già cả thì hay ốm đau. Thế nhưng mà được cái con này thì 8 năm rồi, nhưng mà chất của xe thì vẫn còn rất là đẹp, tươi xe và cứng. Đấy, toàn bộ sàn là sàn 6D luôn các bác nhá, sàn 6D. Đấy, vừa sàn xoắn chống bẩn đấy, cả sàn da cao cấp này. Đấy, sàn này rất sạch và cái nỉ dưới của nó còn đẹp căng này. Nỉ dưới nhìn như mắt thường ấy ạ, nó không bị cháy sáng, đây là đang bị sáng quá. Đây cho các bác xem này. Đấy, nỉ dưới nó còn đẹp căng như thế này mà. Đấy, gần như là xe mới luôn. Đấy, còn trần đây. Đấy, trần chấm điểm con này trần chấm điểm 7, 8 được cái trần này đẹp. Vâng, chấm điểm 8 luôn. Tất cả các cái chức năng đèn lóm này thì hoạt động hoàn toàn bình thường. À, thực sự đây là một chiếc xe cho gia đình, gầm cao máy khỏe chạy rất sướng luôn nhá. Lốp đằng này thì là sử dụng lốp 2018, lốp Tozo. Đấy, cũng dòng lốp này khá là ok. Lốp là dòng 19 và là cua lốp này các bác nhìn này. Đấy, được phun phủ chống mọt hết rồi. Vâng, nên là gần như là cái xe này đây các bác, kể cả các cái ốc này, các cái ốc vành như này các bác này. Đây này, nó là toàn bằng nhựa nguyên bản luôn chứ không có bắn đinh nhá. Đấy, đây là một chiếc xe chất luôn đấy ạ. Hộp vỏ rất dày, hệ thống đèn hậu của xe đây các bác nhìn này. Đèn hậu căng này, sáng này và không hề có rạn nứt, không hề ố một tí nào luôn. Thiết kế đèn của cái CX5 cũng là một cái thiết kế rất là đẹp, trau chuốt hài hòa. Đấy, hình như tựa như cánh chim. Và đúng theo phương châm của logo của hãng ấy, là logo hình cánh chim. Đấy, và trước này thì bác chủ là ở hội ô tô Fan Quảng Ninh, số là 267 nhá, thiếu mỗi số là 268, quá đẹp luôn. Đấy, bác chủ ở hội ô tô Fan. Mà tài bác ấy bán con xe này đi, à đúng rồi, bán đi thì mua xe khác thì sẽ sang hội khác. Đấy, bác ấy để lại cái tem này, đấy còn nguyên luôn. Đấy, bác chủ bác ấy cũng là một người biết chơi. Nói chung là bác ấy vừa làm ăn kinh doanh mà bác ấy cũng có thanh niên tính, nên là đâm ra là bác ấy đi những cái dòng này, bác ấy đi nhiều năm, bác bảo là xe này đi rất sướng. Đấy, kính này, kính zin nhá, toàn bộ kính là kính zin. Xe cứng và dòng này thì nói chung là chả chê được cái gì. Đấy, sàn đằng trong nha, sàn 5D, cái này thì rất là sạch sẽ, các bác để đồ cái gì cũng được. Đấy, lót sàn này vẫn còn nguyên, gần như là sàn của nó còn mới tinh. Lốp sơ cua thì là sử dụng la răng 17, lốp 18580 nhá. À, lốp sơ cua là lốp béo, cũng khá là to, dày. Đấy, xem nào, úi giời, rãnh lốp nó còn căng đét này mà bác. Nhưng mà lốp này sử dụng rồi, không phải lốp zin một lần đâu. À, nó có sao bán vậy mà. Vâng, đấy. Thế còn học đồ này, tiện lợi luôn. Đấy, học đồ không thiếu cái gì nhá. Bên này thế này. Và cái này á, là cái chốt mở hai lần của ghế. Đấy, mình mở cái này ra cái là ghế hạ xuống này các bác ạ. Đây này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, hàng xịn xò đấy, biết ngay. Đấy, em để xuống cái sàn của em nó rộng như này mà. Nhiều bác bảo không biết chức năng của CX5 chứ nói là các bác chứ. Đấy, nó hạ xuống phát là sàn nó rộng, gọi là rộng vô đối luôn. Đấy, thoải mái cho các bác để đồ nhá. Và chiều sâu từ đây ra đến kia của nó là gần 2 mét. Thoải mái cho các bác để đồ đạc linh tinh. Đấy, một chiếc xe rất là ngon lành, phở chạy rất là phê. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ cho các bác xem này. Đó, các bác nhìn chỉ keo à.
keo chỉ của nó còn nguyên luôn. Đấy, chỉ keo này còn nguyên bản luôn này. Đấy, chỉ béo nhá, còn nguyên luôn. Chưa có động chạm một tí gì luôn. Chỉ zin nguyên bản đấy ạ. Vâng, xe thì neo 5 tháng thời gian rồi. Nhưng mà được cái là chất của xe thì nói chung là như con này ạ. Em đánh giá tầm 8 điểm so với xe mới luôn. Vâng, vì cái chất của nó vẫn còn rất là ok. Chạy rất là ổn định luôn. Đấy, và các bác nhìn la răng này. Đấy, la răng đẹp, không chảy xước một tí nào. Lốp dày, đấy, lốp Project. Và cua lốp này, lòng cua lốp này các bác này. Đấy, cua lốp này, lòng cua rất đẹp luôn nhá. Đấy, không có lỗi lầm. Và phần dưới này, các bác nhìn gầm này. Đấy, gầm đẹp luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, gầm rất đẹp luôn chứ không phải đẹp nữa. Một chiếc xe ngon lành, bổ rẻ, chạy rất phê, gầm cao máy khỏe. Đấy, à đây, gạt ghế lên. Đấy, thiết kế rất là hiện đại, tiện lợi luôn. Úi giời. Đấy, ghế hàng ghế thứ hai lật lên lại có không gian thoải mái cho người ngồi hàng ghế thứ hai. Nói chung đây là một mẫu xe chạy ổn định mà giá nó lại rẻ các bác. Nên là bác nào mà thích cái dòng xe Mazda CX-5 thì không nên bỏ qua mẫu xe này luôn. Đây các bác nhìn này, ốc này còn zin, chưa có động chạm một tí nào luôn này. Đấy, các cái này nó vẫn còn tươi. Xe 5 bánh được có 8 vạn thôi. Đấy, loa nhạc nhẽo đập xình xình luôn. Xe rất là êm. Đấy, và các cái phần ốp mạ chrome của nó sáng bóng luôn này. Đấy, kính điện hoạt động nhẹ nhàng. Đấy, toàn bộ phim cách nhiệt của xe là rất là ok. Và phim này phim Lumax nhá, cái dòng phim cao cấp ấy ạ. Nên là các bác ngồi trong xe thì bao giờ nó không bị nóng. Nếu mà với thời tiết nắng nóng thì cái việc làm việc điều hòa của xe rất là ok, nó không bị quá tải. Thành ra dẫn đến là vừa tiết kiệm nhiên liệu mà vừa là các bác không gian bên trong cũng riêng tư hơn. Đấy. Còn được cái con này là máy zin, máy số nó zin nguyên các bác. Ta sẽ để nổ chiếc xe, sau đó thì ta sẽ cùng ra khoang máy. Được cái là máy zin nên là rất là êm, chạy rất là phê. Đấy. Vòng tua thấp này, máy ngon êm luôn này. Màn hình nhá, có kết hợp cam lùi này. Đấy, có cam lùi luôn nhá. Đấy, cần số của xe thì vẫn còn rất là đẹp, tươi luôn này. Và phần điều hòa là điều hòa chỉnh cơ đó các bác nhá. Đấy, các bác nhìn là điều hòa chỉnh auto, điều hòa auto. Đấy, có sấy luôn này, có sấy ghế luôn này. Đấy, cái này thì nói thật các bác dùng cái chức năng này không nên, nó nóng quá. Vâng, thực sự là rất là nóng. Đấy, còn các cái phần ốp biếc các thứ này thì nó dẫn. Đấy, các bác bảo đây một con xe mà này, ốc chân máy còn zin nguyên này. Đấy, mặt máy đây. Đấy, các bác nhìn này, các cái con ốc này nó còn nguyên bản luôn nhá, chưa có ra ốc này. Chưa hề ra ốc một tí nào luôn này. Đấy, ốc còn zin nguyên, nguyên từ mặt dàn cò, keo đuôi chuột còn này. Đấy, toàn bộ nguyên mặt dàn cò, cũng như là nguyên toàn bộ cái cụm mặt dưới của xe là nguyên bản luôn. Đấy, máy số là zin nhá các bác nhá. Máy số zin nguyên. Đấy, máy một chiếc xe CX-5 máy số ngon lành cành đào luôn. Đấy, và đầu răng này, các bác nhìn đầu này. Đấy, đầu răng này, các cái này nó còn nguyên này. Đấy, tai đèn còn đẹp luôn này. Đấy, vâng. Và chiếc xe này thì cam kết cho các bác là không có đâm đụng này, không ngập nước này, không thử kích máy số zin này, và xe thì không có phần nguội. Bên em cũng đã test phần nguội hết rồi. Vâng, nói chung là giờ test rất là nhanh, nó có phần mềm liên kết với hệ thống bên trên của Cục Đường bộ Việt Nam, cảnh sát giao thông. Thế là thành ra là khi mà check phần nguội rất là đơn giản và nhanh. Thành ra là nhiều lúc mua những con xe về cho các bác mà mình tự tìm bán luôn cho các bác, chứ không như hồi xưa. Hồi xưa thì bán cho các bác là nhiều lúc là phụ thuộc vào đăng kiểm, nhưng mà bây giờ thì gần như là không phải phụ thuộc đăng kiểm nữa. Chiếc xe này thì đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023, còn mấy tháng nữa cơ. Và cái dòng này thì bây giờ là các bác vẫn đăng kiểm 1 năm nhá, bình thường. Xe vẫn là ngon, đấy, cứng xe và nói chung là không có lỗi lầm. Bao test cho các bác thoải mái luôn. Và các bác nào mà thích cái dòng xe này thì các bác có thể là qua cửa hàng em xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Bên em thì vẫn thu mua xe trên toàn quốc nhá. Và đây này, chính con này là cái con xe mà bác chủ có cái xem kênh của em nhiều. Hay là bác ấy bán cho em, bác ấy bảo là cái con xe anh đi tâm huyết quá rồi, thì là chú cho lên cái kênh làm sao mà để cho xe của anh nó thực sự là đẹp luột là, để anh nhìn lại vợ yêu anh gọi là bán cho các bác mà nó tự tin. Và thực sự người ta gọi là nhìn người yêu lần cuối á. Vâng, đúng là người yêu lần cuối thì bao giờ nó cũng rất là đẹp, nhớ nhung mãi. Thế là thôi, em cho lên sóng cho nó yêu. Vâng, đấy, thì bác chủ bác ấy cũng chắc chắn là trong video này thì bác ấy cũng đã xem xe này rồi. Thế còn đây là một chiếc xe phải nói là ngon và chạy rất là phê. Máy gầm chất, và đấy, đứng đây máy rất êm luôn nhé, êm ru luôn.
Và dòng này thì nói chung là một dòng xe giá vừa rẻ vừa ngon và chạy rất là phê. Nên là bác nào mà thích thì đừng có ngại ngần mà để cho bác khác bác cái nhấc mắt. Đấy, quyết lên các bác ạ. Cảm ơn các bác nhá. Và nhớ đừng bỏ qua kênh Vũ Duy Auto. Đấy, cho em xin một nút like để em lấy động lực làm thêm nhiều video cho các bác. Đấy, một chiếc xe xịn sò, ngon lành, bổ rẻ mà chất xe thì nói chung là dòng SUV gầm cao đi nó phê. Thì các bác chớ ngại ngần. Đấy, cứ điện cho em thịt luộc luôn con này. Đấy các bác này. Cửa sổ trời này. Em ấy hay có tật là mở cửa sổ để mà lấy ánh sáng vào trong xe, vì là trong xe thì nội thất bao giờ nó cũng hơi tối một chút để nó có tông màu trầm. Nhưng mà tính em thì cứ phải sáng láng, mình làm ăn rõ ràng. Đấy, đây là xe cộ nó cứ phải phần. Đấy. Cảm ơn các bác nhá. Và xe thì không có lỗi này. Đóng cửa cái cho nó hết lỗi luôn này. Đấy, không còn cái gì nữa rồi. Tay phanh đeo dây an toàn thì không thèm chấp rồi. Rồi, ok, ta lại làm bánh. Đấy. Xe này nói chung là chạy thì ổn định rồi. Máy gầm chất và xe thì rất là cứng. Tất cả các chức năng thì bình thường. Điều hòa thì nói là các bác như mát sâu luôn chứ không phải mát. Đấy, đồng hồ 8.6 này. Không tua, xe cứng luôn và chính chủ mà. Vâng, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.